Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở mẫu NPV 7 chỗ ngồi. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết là Toyota Innova trên thị trường Việt Nam mình rất nhiều các phiên bản. Ví dụ như phiên bản thấp nhất là Toyota phiên bản Z. Phiên bản Z tức là phiên bản chủ yếu là dành cho chạy taxi. Sau đó đến phiên bản EGV. Đấy, EGV nó phân làm phiên bản, từng phiên bản số sàn hay là số tự động đấy ạ. Ở phiên bản G cũng là phiên bản số tự động. Còn phiên bản V, chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ, là phiên bản cao cấp nhất đấy ạ. Những chiếc xe Toyota Innova phần lớn là được đăng ký với 8 chỗ ngồi. 8 chỗ ngồi, nhưng chiếc xe này đăng ký với 7 chỗ ngồi và là cái phiên bản cao cấp nhất của Innova. Phiên bản cao cấp này là dành cho các doanh nhân. Nó khác biệt như thế nào thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem chi tiết. Còn nó khác biệt về cụ thể là về option này. Ví dụ như phiên bản này là nó có nội thất da nguyên bản màu vàng này, ốp vân gỗ này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, điều hòa auto và cái đặc biệt quan trọng nữa dành cho doanh nhân, chính vì thế là cái được đăng ký 7 chỗ ngồi thôi. Hàng ghế giữa chỉ có 2 ghế và nó là cái hàng ghế VIP ạ. Hàng ghế giữa là 2 ghế và ghế VIP luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem, đây là cái phần chi tiết của cái hàng ghế giữa đây ạ. Đấy, vì sao gọi là bản dành cho doanh nhân? Dành cho doanh nhân tức là cái hàng ghế giữa này nó chỉ có 2 ghế thôi và nó có cả bệ tì tay đây ạ. Đấy, có thể gọi là những chiếc xe này dành cho doanh nhân hoặc là ông chủ đấy ạ, cho nên nó mới có 2 ghế này. Cái hàng ghế này là dành cho ghế ông chủ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Innova này. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký năm 2013, một chủ từ đầu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 7 vạn rưỡi rồi. Đấy, và là phiên bản 2.0V đây ạ. Hôm trước thì tôi cũng đã quay phát livestream trực tiếp lúc chúng tôi vừa mới mua về. Và bây giờ thì tôi sẽ đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Tôi mang ra đây để tôi làm video chi tiết giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là cái phần ba đầu sốc trước này. Nhìn về cái phần ba đầu sốc trước thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe đã được trang bị cả đèn gầm rồi. Đấy, và cái form này là form mới nhá, sản xuất năm 2012, đăng ký năm 2013, nhưng nó là form mới, form 2013 đấy quý vị các bạn ạ. Cặp đèn pha còn rất đẹp, rất mới đấy ạ. Chiếc xe này thì được chủ xe đi cũng rất giữ gìn. Xe gia đình sử dụng quý vị các bạn nhá, xe gia đình sử dụng không chạy dịch vụ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không chạy dịch vụ này, thứ hai là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản hết ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản luôn quý vị các bạn ạ. Đã nhìn về cái phần đầu form mới đấy ạ, rất là đẹp rồi. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Chúng tôi hôm trước là vừa mới mua về, chúng tôi cũng đã phát livestream. Nếu như quý vị và các bạn nào mà xem thì xem cái livestream hôm trước thì quý vị và các bạn thấy đấy, chiếc xe này nó rất là đẹp rồi. Chúng tôi cũng chỉ có dọn dẹp qua đi là đem lên đây bán thôi. Đấy, xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu rồi quý vị và các bạn nhé. La răng đúc rồi. Đây, cái phiên bản đủ này nó có la răng đúc, chứ còn những cái phiên bản Z nó còn la răng sắt cơ. Phiên bản thấp nhất là la răng sắt. Nẹp cửa này, nẹp cánh cửa này, giá nóc đấy, phiên bản này nó có cả giá nóc, giá nóc và đuôi gió đây quý vị các bạn nhé. Giá nóc, đuôi gió này ở cái phiên bản cao cấp này nó mới có quý vị các bạn ạ, chứ còn nếu như ở cái phiên bản bản G số tự động là không có đâu. Phiên bản 2.0V này mới đầy đủ ạ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cản sau để chống va chạm đấy ạ. Đấy, và camera lùi, cảm biến lùi, màn hình đầy đủ option rồi, không còn thiếu bất kỳ một cái gì nữa quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì còn rất là đẹp. Đấy, nhìn về cái phần ngoại thất đây quý vị bạn ạ, chúng tôi còn hay gọi là khung gầm thân vỏ, chiếc xe này còn đang rất cứng cáp ạ, rất đẹp, rất chắc chắn ạ. Vì xe gia đình sử dụng lại không kinh doanh vận tải cho nên là nó rất là đẹp. Tại vì trên thị trường Việt Nam mình quý vị bạn nhé, những chiếc xe Innova này thì đến phần lớn ấy, tôi có thể nói là phần lớn luôn, chạy taxi, không chạy taxi thì là cũng chạy dịch vụ, cho thuê tự lái hoặc là cho những công ty người ta thuê chạy dịch vụ đấy, chạy đưa đón khách nước ngoài.
Đấy, hoặc là những công ty Hàn Quốc thì người ta lại rất thích hay đi những chiếc xe này vì là giá thành rẻ và lại rộng rãi, ngồi được 8 người quý vị và các bạn ạ, cả lái xe nữa là 8 người. Còn chiếc xe này là phiên bản doanh nhân, nó chỉ có 7 người thôi, ngồi cả lái xe là 7. Chiếc xe thì về ngoại thất thì rất là mới, rất là đẹp rồi. Dàn lốp cũng còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Cái dàn lốp này thì quý vị và các bạn có thể chạy thoải mái, chạy thoải mái vài vạn nữa mà không phải lăn tăn gì cả về cái dàn lốp này. Đấy. Dàn lốp này còn rất là dày, quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Chủ xe đi rất là ít đấy, dàn lốp này là thay dàn lốp thứ hai rồi. Đấy, thay dàn lốp thứ hai rồi mà nó còn dày như thế này đấy quý vị và các bạn ạ. Từ năm 2017 này, cả dàn là thay từ năm 2017 mà nó còn dày như thế này. Từ 2017 đến bây giờ đã là 4 năm thì quý vị và các bạn biết là chủ xe chạy nhiều hay chạy ít rồi đấy nhá. 4 năm rồi mà lốp còn dày như này. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa trước này. Keo chỉ nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản ạ. Không mất một phân keo chỉ nào cả, không ngập nước. Đấy. Rất là đẹp, rất là mới luôn ạ. Từ những cái ốc bản lề này, keo chỉ của cái cánh cửa này nó còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết ạ, có thể cam kết bằng văn bản luôn quý vị và các bạn nhé. Đây là chiếc táp bi cửa này, táp bi rất là mới luôn đấy ạ. Ở cái phiên bản cao cấp này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là ghế da nguyên bản theo xe nhá, chứ những cái phiên bản khác là ghế nỉ thôi, phải độ. Còn ghế da màu vàng này, màu kem này, nguyên bản theo xe đấy ạ. Chỉ có ở cái phiên bản V cao cấp này nó mới có ghế da nguyên bản theo xe. Và vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, vân gỗ này, đấy, vân gỗ cả về những cái phần nội thất này này, đấy, kết hợp những cái phần vân gỗ này thì chỉ có ở cái phiên bản cao cấp mới có quý vị và các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp đây, từ những cái phần nhựa đây quý vị và các bạn này, nhìn nó còn mới còn đẹp như này. Nếu như cái phần nước sơn bên ngoài thì bảo là có thể sơn được, chứ những cái phần nhựa này thì không thể làm được đâu quý vị và các bạn nhé. Nó còn mới còn đều còn đẹp như thế này đấy ạ. Đấy. Từ những cái phần ghế da còn nguyên bản theo xe đấy ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2012 và đăng ký lần đầu là năm 2013 luôn quý vị và các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này rất là mới này và còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này hoặc là lấy cho anh em thợ mà lấy cho người nhà, người thân thì chiếc xe này quá yên tâm luôn đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đều xe. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau này. Đấy. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ của cái táp bi cửa này chúng tôi cam kết là không mất một phân keo chỉ nào. Keo chỉ nguyên bản này, chủ xe cũng đã lót sàn này. Không những lót sàn mà còn cả hai lớp thảm luôn đấy ạ. Ông chủ này cũng nhiều tuổi rồi, ông chú rất cẩn thận ạ. Bậc cửa này, bậc cửa đã lót ốp inox. Ghế này, phần ghế này rất mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây là cái phần ghế dành cho các doanh nhân đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, phiên bản này nó chỉ có hai ghế giữa thôi. Còn những ở cái phiên bản khác thì hàng ghế này nó sẽ liền và nó có được 3 người ngồi. Đây, hai ghế rời và nó có cả hàng lối đi ở giữa đây quý vị các bạn nhé. Đấy, nhiều người chúng ta nếu như đi vào hàng ghế sau này, chúng ta có thể đi vào cái lối đằng sau này được, lối giữa này được đấy ạ. Đấy, rất là tiện ạ. Chỉ có ở cái phiên bản cao cấp, phiên bản VIP này mới có thôi nhé. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên là tôi sẽ nổ máy này cho quý vị bạn xem về cái phần đồng hồ. Chiếc xe lăn bánh được 7.5 km rồi quý vị bạn nhé. Đây là cái đồng hồ của chiếc xe. Và đây, vô lăng cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị bạn xem cả cái vô lăng này nhé. Vô lăng này là chúng tôi cam kết là nó nguyên bản này, chưa có may lại, chưa có khâu lại, chưa có vá víu gì cả đây ạ. Và điều khiển trên vô lăng là có rồi này. Đấy. Phần nhựa này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Để tôi cho cái âm thanh nó nhỏ đi một chút nhé. Để nghe cho dễ. Đấy. Chiếc xe đã được trang bị đầu DVD, camera lùi,
Và cái điều quan trọng nữa là ở cái phiên bản 2.0V dành cho doanh nhân này đã được ốp vân gỗ đây, rất đẹp đây quý vị các bạn ạ. Ốp vân gỗ từ tay cần số này, mặt dưỡng của cái đầu DVD này, táp bi cửa này, bệ tì tay táp bi cửa này, đấy là đều được vân gỗ này, vô lăng đấy, nguyên bản của cái phiên bản V này nhé quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Và quý vị và các bạn thấy đấy ạ, cái những cái phần nhựa này nó rất là mới này. Nếu như những cái phần sơn vỏ ở bên ngoài, những cái phần sơn được ấy, thì nếu như làm mới thì nó quá đơn giản rồi. Nhưng những chiếc xe ở cái phần nhựa như thế này này, không thể làm mới được đâu ạ. Nó phải mới sẵn thì nó mới đẹp được như thế này ạ, chứ còn không thể làm đẹp được như thế đâu ạ. Đấy, tất cả những cái phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, từ những cái phần nỉ trần đây quý vị và các bạn thấy đấy ạ, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Đấy, từ những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này, à, phần này là những cái phần mà người lái ngồi nhiều nhất đây, mà nó còn đẹp như thế này đấy quý vị và các bạn ạ. Phải nói là để đi tìm được những chiếc xe Toyota Innova bây giờ là cũng rất là ít những xe đẹp ạ, vì là phần lớn những chiếc xe này là không chạy taxi thì cũng chạy dịch vụ ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, rất là đều xe đấy ạ. Tôi sẽ đi lần lượt và tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về chiếc xe Toyota Innova đấy nhá. Bây giờ tôi sẽ tắt máy đi một chút đã. Và đây là chiếc cốp sau của chiếc xe đây quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đầu tiên là mời quý vị và các bạn xem về những cái phần ốc cốp sau này. Ốc cốp sau nguyên bản này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm từ phía sau. Đấy, nội thất này, kể cả cái hàng ghế sau này cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Rất là tuyệt vời, một chiếc xe Toyota Innova 2.0V bản cao cấp số tự động ạ. Đèn xe cũng đã được chủ xe rất là cẩn thận bọc bảo ốp cái dán đèn này này, vừa để trang trí vừa để bảo vệ đèn chống nứt vỡ. Đấy, vừa trang trí cho nó đẹp nữa. Rất là mới đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Táp bi cửa cũng đẹp luôn đấy ạ. Nội thất thì rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ quý vị và các bạn nhé. Cũng như những cánh cửa kia, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Táp bi rất mới, rất là đẹp. Ốc bản lề còn nguyên hết luôn đấy ạ. Phần nhựa này rất là đẹp. Ghế bên phụ đây ạ, đấy, má ghế bên phụ đây quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Trái tim của chiếc Innova 2013 này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít ạ. Động cơ VVTi. Đấy. Và cái động cơ này thì nói thật với quý vị các bạn, nếu như tôi quay như thế này thì chắc chắn là quý vị và các bạn không tin nó đẹp như thế này. Mà tôi bảo tôi chưa dọn ạ. Chiếc xe này là chúng tôi không dọn về được cái động cơ đâu nhé quý vị và các bạn ạ. Nếu như không tin quý vị và các bạn đến xem xe, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần cái động cơ này mà tôi chụp tại nhà chủ xe cho quý vị và các bạn xem, thì thấy được là ông chủ xe này rất là cẩn thận, chăm sóc xe rất là tốt, lúc nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ như thế này đấy ạ. Chú bảo dưỡng theo định kỳ cho nên là máy móc các thứ này đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Không có bẩn một chút nào, không có chuột bọ gì vào đây ạ.
Đấy, chúng tôi không dọn đâu nhá. Đây này, những cái này là nó hãy còn bẩn đây này. Bẩn thôi nhá, là do đang sử dụng, đang đi thôi. Bên dưới này quý vị bạn nhìn thấy đây ạ. Còn nguyên bản hết là chúng tôi không dọn nhá, nó hơi bẩn một chút như thế này. Gọi là bẩn so với những xe thợ, xe cửa hàng thôi. Chứ còn là so với xe dân dùng thì như thế này thì quá là mới luôn đấy ạ. Nếu như những người nào mà đến xem xe của chú ấy, chú chủ xe ấy, thì cứ nghĩ đây là xe thợ đã dọn sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Nhưng mà chú lúc nào cũng cẩn thận ạ. Đấy, máy móc lúc nào cũng giữ gìn sạch sẽ như này. Quý vị và các bạn không tin, đến xem xe tôi cho quý vị và bạn xem cái ảnh mà tôi chụp tại nhà chủ xe nhé. Đấy, có ngày giờ tôi đi xem xe là tôi chụp lại. Cho nên là quý vị và các bạn đến xem xe là đến cửa hàng tôi sẽ cho xem lại hết những cái hình ảnh này. Nó đẹp như thế này luôn đấy ạ, chúng tôi về không phải dọn đâu ạ. Đấy, về cái động cơ thì quý vị và các bạn yên tâm, chúng tôi cam kết thứ nhất là máy móc nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản luôn quý vị và bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và bạn xem về những cái phần ốc cabo nó còn nguyên đây ạ. Đây là cái ốc cabo còn nguyên bản đây quý vị và bạn này, chưa có tháo ra nhé. Đấy, keo chỉ của cái cabo này cũng còn nguyên hết này. Keo chỉ cabo, ốc ác các thứ còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, ốc cabo còn nguyên như này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm rồi. Những cái ốc chân cabo này, ốc tai này, ốc xương đầu này còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Và với những chiếc xe khác thì rất là khó xem, như quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Ở những chiếc xe Toyota nói chung và đặc biệt là chiếc xe Toyota Innova này, chúng ta đi xem về những cái phần đâm đụng hay là va chạm thì nó quá đơn giản luôn quý vị và các bạn ạ. Vì nó thoáng lắm, máy nó thoáng lắm, của Toyota người ta làm rất là thoáng. Đây quý vị bạn xem đây này, những cái ốc xương đầu này chúng ta nhìn thấy dễ luôn ạ. Nếu như đâm đụng hay là va chạm gì rồi mà phải làm lại ở cái đầu này thì đều có vết, làm lại là chúng ta biết ngay đấy ạ. Đấy, cái đầu nó còn nguyên bản này và chúng ta có thể nhìn sâu xuống bên dưới được. Đấy, cái đầu của chiếc xe này nó rất là thoáng, đâm đụng hay là va chạm gì chúng ta nhìn có thể biết được luôn đấy ạ. Đây là cái phần đầu rất là thoáng luôn quý vị các bạn nhé, chúng ta xem được luôn có bị đâm đụng hay là va chạm gì không nhé. Và cái phần nắp cabo cũng vậy, đây cái phần nắp cabo nó rất là thoáng như thế này. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì mà chúng ta làm lại, can thiệp vào, có tác động bàn tay con người mà can thiệp vào cái nắp cabo này, chúng ta cũng có thể phát hiện được luôn ạ. Đây là cái tem của cái nắp cabo còn nguyên đây quý vị bạn này. Đấy, rất là dễ luôn đấy ạ. Chúng ta nếu như mà xem về để xem về cái phần đâm đụng hay là va chạm thì xem về chiếc xe Toyota Innova này thì quá dễ rồi. Toyota nói chung và chiếc xe Toyota Innova này nói riêng. Đấy. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất này cũng như ngoại thất này, option động cơ các thứ của chiếc xe Toyota Innova 2012 đăng ký 2013 này rồi. Và đây là cái phần đặc biệt quan trọng nhất mà tôi muốn công bố cho quý vị và các bạn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. 389 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Innova 2013 rất là đẹp rồi, phiên bản dành cho doanh nhân. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Toyota Innova 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thank you.